Quý Phật tử và quý thính giả thân mến, trong cuộc sống, hạnh phúc là điều ai cũng mong muốn đạt được, nhưng mỗi người lại định nghĩa và cảm nhận khác nhau. Thật vậy, hạnh phúc là khái niệm thuộc phạm trù tinh thần, là cảm xúc vui sướng, mãn nguyện khi đạt được hay làm được điều mình mong muốn. Cũng giống như những trạng thái tình cảm của con người, hạnh phúc là cảm xúc xuất phát từ con tim trong bất kỳ khoảnh khắc nào của cuộc sống. Khi con người biết hạnh phúc với những gì mình có, mình đạt được, thì tâm hồn sẽ thanh thản, nhẹ nhõm và viên mãn. Ngược lại, nếu ta sống vô cảm hoặc đòi hỏi quá cao vào bản thân, không cho phép mình hạnh phúc hay thỏa mãn với bất cứ điều gì, thì chắc chắn ta sẽ trở nên khô khan và mất dần niềm tin vào cuộc sống. Hôm nay, chúng tôi sẽ đem đến cho quý Phật tử, quý thính giả nghe câu chuyện, ba câu chuyện về hạnh phúc thể hiện sâu sắc ý nghĩa đó. Kính mời quý Phật tử cùng lắng nghe. Người xưa đã dạy rằng, tình cảm lớn nhất của một người là tình cảm vợ chồng, và sự kết nối ý nghĩa nhất cũng chính là sợi dây kết nối giữa vợ và chồng. Lòng khoan dung vô bờ bến nhất là lòng khoan dung mà vợ chồng dành cho nhau. Sự nhường nhịn ân cần nhất cũng là sự nhường nhịn giữa hai vợ chồng. Và sự quan tâm không thể thiếu của một người cũng chính là sự quan tâm giữa vợ và chồng. Người ta ví hôn nhân giống như một tách trà. Khi vợ chồng êm ấm thuận hòa thì tách trà mang vị ngọt. Khi bền lòng vượt qua bão tố thì tách trà nồng đượm hương thơm. Ngay cả những tách trà đắng thì cuối cùng vẫn để lại vị ngọt trên môi. Khi vợ chồng cùng nắm tay bước đến cuối con đường thì hết thảy những khổ đau trong đời đều tỏa ra hương vị. Vì thế, cho dù trải qua những chuyện gì đi chăng nữa, khi có duyên làm vợ chồng, dù một đoạn đường hay cả cuộc đời, chúng ta cũng nên tôn trọng quãng thời gian đó. Những câu chuyện sau đây, tuy là những câu chuyện ngắn, nhưng nó chứa đựng những bài học sâu sắc về tình nghĩa vợ chồng, khiến mọi chúng ta đáng phải suy ngẫm. Vì vậy, hãy nghe và cảm nhận để rút ra những bài học ý nghĩa cho mình nhé. Câu chuyện thứ nhất, con thi đại học xong sẽ ly hôn. Đó là câu mở đầu cho một câu chuyện đầy xúc cảm và ý nghĩa. Câu chuyện được người chồng kể lại về người vợ của anh. Chúng ta cùng nghe lại câu chuyện này nhé. Con thi đại học xong sẽ ly hôn. Tôi tưởng đây là lời nói của vợ mình khi cô ấy tức giận. Không ngờ đó là câu nói đã được cô ấy chuẩn bị trong 10 năm ở cùng tôi. Một người đàn ông vừa ly hôn nói về vợ cũ của mình. Anh ấy nói, khi chúng tôi bước ra khỏi tòa, tôi thì khóc, còn cô ấy thì cười. Cô ấy nói đã chờ ngày này 10 năm. 10 năm chăm chỉ học hành của con là 10 năm cô ấy đã nắm mật nằm gai. Cô ấy đã nói với anh rất nhiều lần, đợi con thi đại học xong sẽ ly hôn. Anh cứ tưởng đó chỉ là lời nói dỗi hờn của vợ, không ngờ đó là sự thật. Và hơn thế nữa, từ ngày cô ấy nói câu đó lần đầu tiên, cũng là ngày cô ấy bắt đầu chuẩn bị cho việc ly hôn. Anh nhớ đến những năm đó, vợ anh rất độc lập, dịu dàng. Có những khi, hai vợ chồng anh sống rất hòa thuận. Thực chất khi đó, vợ anh không muốn tính toán với anh nữa mà thôi. Lúc trước, anh rất ghét bị vợ sai làm việc nhà. Sau đó, không biết từ khi nào, vợ anh cũng không sai anh làm việc nhà nữa. Như vậy thì anh cảm thấy rất là vui. Anh cho rằng phụ nữ đều như thế cả thôi. Không chịu cô ấy thì cô ấy sẽ tự biết làm thôi. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó vợ anh đã buông bỏ anh rồi. Cô ấy không cần anh, vậy nên việc gì cũng đều tự mình làm hết. Trong mấy năm ấy, vợ anh không đòi hỏi anh một đồng nào. Thời con còn nhỏ, vợ không đi làm, chỉ ở nhà nội trợ. Mỗi tháng đều đòi hỏi anh đưa tiền. Nhớ lại khi đó, anh cảm thấy hết sức phiền và chán mỗi khi nghe vợ nhắc đến việc tiền bạc.
mỗi tháng làm được ít tiền nào cũng tiêu hết cho cái nhà này rồi. Mỗi khi vợ kêu đưa tiền, anh đều nói: em có thể tiêu tiền tiết kiệm một chút được không? Mua điều hòa lắp ở phòng khách làm gì? Khóa cửa phòng hỏng thì đã sao chứ? Cứ dùng tạm cũng được mà. Ngày nào em cũng mua đồ mới cho con, rồi còn đồ trang điểm. Có ích gì không hay lại rước họa vào thân ấy? Em không biết thương tôi chút nào à? Em tưởng đàn ông kiếm tiền dễ lắm hả? Mới đầu vợ phản pháo lại, sau này thì ngậm bồ hòn làm ngọt. Khi con bắt đầu đi học thì vợ cũng bắt đầu đi làm. Từ sau đó vợ không đòi anh một cắc nào nữa. Và vấn đề tiền nong của hai người từ khi đó cũng bắt đầu phân chia rạch ròi. Vợ muốn mua gì thì tự mua, và anh muốn món gì thì cũng tự trả tiền. Anh không biết vợ kiếm mỗi tháng được bao nhiêu tiền, vợ cũng không quan tâm lương tháng của anh là bao nhiêu. Anh nhớ có khoảng thời gian vợ tiêu rất nhiều tiền. Vợ mua cho mình rất nhiều váy áo đẹp, mỹ phẩm tốt. Khi đó anh oán trách vợ: em không thể tiêu tiền tiết kiệm lại chút hả? Sau này còn lo cho con học hành nhiều nữa chứ. Vợ anh liền trách lại: tôi tự mình kiếm nên tự mình tiêu, không lấy của anh một cắc nào. Còn đi học, anh bỏ nuôi con 1 đồng thì tôi cũng bỏ 1 đồng, mà có khi còn bỏ nhiều hơn anh ấy chứ. Không bao giờ ít hơn anh đâu mà anh nói vậy. Anh nghe mà đứng hình. Thế nhưng anh cũng không để trong lòng. Không cho anh quản thì anh không quản, miễn sao đừng đòi tiền anh là được. Bây giờ anh mới hiểu, khi đó vợ đã không cần anh chống đỡ về kinh tế nữa rồi. Không, trong những năm đó, vợ anh không chỉ độc lập về kinh tế mà cả về tinh thần. Vợ bắt đầu rất ít khi cãi nhau hay tranh luận với anh. Anh nói gì thì cũng chỉ nghe, hay không muốn nghe thì cô ấy đi chỗ khác. Khi ấy, anh còn nghĩ vợ mình biết hiền lương thục đức rồi. Thế nhưng thực chất là cô ấy không cần anh nữa. Nghĩ lại những năm đó, anh thấy mình muốn làm gì thì làm, bất kể việc gì vợ anh cũng không hề can thiệp. Có một buổi tối, anh không về nhà và vợ anh cũng không hề gọi một cuộc điện thoại. Khi đó anh còn cao ngạo cười chê những bạn bị vợ gọi về, cảm thấy những người ấy thực sự không có bản lĩnh, bị vợ chấn chỉnh mất cả tôn nghiêm. Bây giờ nghĩ lại, vợ người ta còn yêu chồng, còn vợ anh đã hết yêu anh rồi. Khi đó anh còn rất tự hào, tự hào đến mức cao ngạo, nghĩ rằng vợ anh cuối cùng cũng biết im lặng. Anh lại nghĩ, những năm ấy vợ nhịn vì con cái mà không cãi nhau với anh, ôm đồm hết mọi việc của con. Còn anh thì vui vẻ như người độc thân cũng chả sao, vợ anh không hề quan tâm. 10 năm, vợ anh kiếm tiền, lo hết cho con cái và việc nhà. Thậm chí bố mẹ vợ có việc gì, vợ anh cũng không mở miệng nhờ giúp đỡ. Anh từng vì hành động này của vợ mà dương dương tự đắc. Vợ nên như vậy mới phải. Anh không nghĩ là mình đang ngu muội. Có một lần vợ ốm liền gọi điện cho anh. Có lẽ với người chồng khác sẽ rất lo lắng cho vợ. Còn anh nhớ như in. Anh nói với vợ: nhà cô không còn ai hả? Không phải cô có tiền trong người sao? Tìm tôi làm gì? Bây giờ nghĩ lại mà thấy đau lòng quá. Vợ anh không nói một lời liền tắt máy luôn. Sau khi vợ khỏi ốm, anh cảm thấy có chút tội lỗi, tưởng vợ sẽ giận hờn khóc lóc. Nào ngờ vợ anh coi như không có chuyện gì xảy ra. Anh lại cảm thấy vợ anh cũng chỉ đến thế thôi. Vậy là anh lại không quan tâm. Cô ấy cũng có giúp được gì cho anh đâu. Anh luôn là người chiến thắng, còn cô ấy chỉ biết chấp nhận. Cho đến khi ly hôn, anh chưa từng nghĩ đến người vợ ăn phận như vậy lại đến lúc đòi ly hôn. Khi ly hôn với anh lại vô cùng kiên định. Tính kiên định này phải chăng được tích cóp từ cuộc hôn nhân lạnh lẽo với anh? Nhớ lại, đã có lúc cô ấy nói: anh sớm đã không là chồng của tôi rồi, mà chỉ là cha của con tôi thôi. Vậy nên cô ấy đợi 10 năm, chuẩn bị 10 năm,
đợi con thi xong đại học, trở thành người lớn rồi, thì cô ấy quyết tâm ly hôn cho được. Chính anh nghĩ lại cũng thấy anh không có điểm nào để người ta lưu luyến. Duy chỉ có đứa con có lẽ sẽ khiến cô ấy suy nghĩ hơn cả. Và cuối cùng cô ấy vẫn ly hôn với anh. Ra khỏi tòa, anh khóc vì anh không tưởng tượng được trong tương lai anh lại một mình đảm đương hết mọi việc, ngay cả việc nhà. Còn vợ anh thì cười vì với cô ấy bây giờ đã được giải thoát khỏi một kẻ không ra gì. Là đàn ông, đừng nghĩ rằng chỉ vì con cái mà người phụ nữ bên cạnh mình không dám rời xa mình. Thậm chí đừng ngây thơ nghĩ rằng vợ thì có thể răn dạy được. Đừng nghĩ là khi đối xử tốt với cô ấy thì cô ấy sẽ sinh hư. Cứ đối xử với cô ấy lạnh lùng thì cô ấy mới có thể không làm phiền mình được. Bạn ỷ vào sau khi sinh con thì cô ấy không thể mạnh mẽ như trước, cứ ức hiếp, ghét bỏ, nhìn không vừa mắt thì cô ấy vì con cũng sẽ nhẫn nhịn. Bạn ỷ vào tấm lòng yêu con của cô ấy, không muốn con sống trong gia đình không trọn vẹn, miệt thị, lạnh nhạt, thậm chí chỉ xem cô ấy như một bảo mẫu miễn phí. Bạn nghĩ cô gái ấy yếu đuối và dễ ức hiếp như vậy đấy. Sao bạn không nghĩ là cô ấy không còn lựa chọn nào khác? Khi cô ấy tích cóp đủ sức lực và đủ mạnh mẽ, khi con cái của cô ấy đủ trưởng thành và hiểu chuyện, thì mọi quyết định cô ấy đưa ra chỉ hướng về việc rời xa bạn. Với anh, cả phần đời còn lại thật sự mệt mỏi. Với cô ấy, cả phần đời còn lại không có anh mới thật sự hạnh phúc. Một câu chuyện kết thúc không được đẹp phải không các bạn? Tuy nhiên, đó là điều tất yếu. Khi bên nhau mà không biết trân trọng nhau, không biết yêu thương nhau đủ đầy. Chuyện của họ là vậy, còn chuyện của chúng ta thì sao? Cả hai bên đều cần vun vén cho gia đình mình. Một người ngu muội thì người kia lấy tình cảm để làm sáng lên yêu thương trong mái nhà này. Cầu chúc cho những bạn đọc đến đây luôn được yêu thương đủ đầy và hạnh phúc viên mãn. Câu chuyện thứ hai, một ngày làm vợ. Ba người bạn thân cùng ngồi trò chuyện với nhau trong góc quán quen. Câu chuyện của những thằng con trai thì cũng chẳng có gì hấp dẫn lắm, vẫn chỉ quẩn quanh ba cái chuyện bóng đá, thời sự, kinh tế, đôi khi chẳng ăn nhập gì với thực tế cuộc sống của họ. Bỗng Thanh lên tiếng. Tao nghe đồn năm 2013 là năm tận thế rồi đó. Chắc phải về kêu mẹ cưới vợ cho để biết mùi đời quá. Cường nhanh miệng lên tiếng. Cái đó thì tao dư biết rồi, cần gì phải cưới vợ chứ. Nhất Duy ngao ngán trước suy nghĩ của hai thằng bạn. Sao mà tụi nó sống hời hợt và vô trách nhiệm thế nhỉ? Dù bản thân Duy là người duy nhất trong ba thằng đã yên bề gia thất, nhưng vì hoàn cảnh gia đình có nhiều trắc trở nên Duy cảm nhận sâu sắc nhất về cái gọi là hạnh phúc gia đình và thế nào là tình yêu. Trong lòng Duy mang mát một nỗi buồn khó tả. Vợ là gì? Tình cảm vợ chồng là như thế nào mà thằng Cường có thể nhanh miệng khẳng định là đã trải qua thế nhỉ? Mệt mỏi và cũng chẳng hứng thú gì với cuộc trò chuyện với hai thằng bạn, Duy tổng chào rồi lấy xe ra về. Anh không đi về nhà ngay mà chạy xe vòng vòng cho tâm trí thư thái. Đến khi dừng lại thì Duy chẳng biết tại sao mình lại đi đến nơi mà ngày xưa anh gặp Thái Vân. Mọi chuyện trong quá khứ, cái thời học trò tươi đẹp ấy lại hiển hiện lên trong đầu anh. Thái Vân với bộ áo dài trắng, tóc xõa ngang vai, nụ cười hiền như đang đối diện với anh. Chới với, anh cảm giác thật trống trải khi tay mình buông thõng trong không trung, không thể nắm bắt bàn tay, khuôn mặt của người con gái mà anh yêu. Hai người gặp nhau trong một chương trình ôn luyện tập trung cho học sinh giỏi quốc gia. Sự ương bướng của Thái Vân khiến anh chú ý đến cô nhiều hơn. Để rồi, anh càng ngày càng cảm nhận được sự dịu dàng bên trong vẻ ngoài gai góc ấy. Cô và anh đã yêu nhau
khi nào cũng chẳng biết. Nhưng rồi dòng đời xuôi ngược, cả anh và cô sau ngày chia tay nhau vẫn không có thiên duyên gặp lại. Rồi cô cũng lập gia đình, sinh con. Cô đã có cuộc sống ổn định của riêng mình. 2 năm sau, khi chia tay Vân, Duy cũng lập gia đình. Một người con gái mà anh biết nhưng không thân, quen nhưng chưa thể gọi là tình yêu sâu đậm. Trong lòng anh vẫn còn có bóng hình của Vân. Nhưng anh không thể chờ cô, cũng không thể níu kéo cô. Anh có lòng tự trọng của một người con trai. Đã một lần bị bỏ rơi, lại một lần nữa bị chia tay. Anh có quyền từ bỏ để làm vơi đi những tổn thương của mình. Và hơn nữa, anh phải làm vui lòng mẹ già. Bà muốn anh có gia đình và bà muốn người con dâu là cô gái ấy. Nhưng rồi anh chẳng biết tại sao anh không cảm nhận được tình thân, sự nồng ấm trong gia đình của mình. Trong lòng anh là một sự mệt mỏi đến bất tận. Những mâu thuẫn giữa mẹ chồng, nàng dâu bắt đầu phát sinh. Mặt trái của cuộc hôn nhân không tình yêu bắt đầu xuất hiện. Anh cảm giác mỗi ngày của mình trôi đi thật mệt mỏi và nặng nề. Nếu không có công việc, không có Thái Vân ở bên cạnh động viên, an ủi, thì có lẽ anh đã không còn sức mà tiếp tục. Anh biết Vân vẫn còn yêu anh, và cô là một cô gái tốt. Cô sợ anh giẫm đi trên con đường của chính cô. Một cuộc hôn nhân thất bại và những chuỗi ngày đau khổ đến tột cùng. Cô trở nên quá trong sáng và cao thượng trước anh. Có một chút gì đó thật nhói đau xuyên qua trái tim anh. Cho đến một ngày, Vân hẹn anh ra nói chuyện. Em có thể xin anh một ân huệ được không anh? Anh có thể nào chấp nhận điều em nói ra một cách vô điều kiện không anh? Sao em nói nghe nghiêm trọng vậy? Có gì em cứ nói đi. Nếu trong khả năng của anh đâu bao giờ bỏ mặc em. Em muốn được làm vợ anh một ngày. Gương mặt Nhất Duy biến sắc. Không phải vì lời đề nghị táo bạo, mà vì anh cảm nhận được một điều gì đó trong giọng nói và ánh mắt buồn của Thái Vân. Anh bất giác thấy một luồng hơi lạnh lướt nhanh qua sống lưng. Dường như có chuyện gì đó rất khủng khiếp sắp xảy ra. Tiếng nói của Thái Vân đưa anh ra khỏi cảm giác mơ hồ khó tả ấy. Được không anh? Chỉ một ngày thôi, sau đó em sẽ không bao giờ làm phiền anh. Đôi mắt Thái Vân rưng rưng nước. Duy chợt thấy trái tim mình như có ai thắt lại. Anh gật đầu một cách vô thức, và cũng chẳng hỏi lý do tại sao Vân có yêu cầu kỳ quặc như thế. Bởi vì chính anh tự dưng cũng thấy sợ phải nghe cái nguyên nhân ấy. Có lẽ nó sẽ rất kinh khủng. Sau hôm đó, Vân vui tươi như một cô gái trẻ. Mà thật sự là cô còn rất trẻ. Sau những thăng trầm đã trải qua, giờ cô đã tự tin hơn, năng động hơn rất nhiều. Vân trở lại là cô học trò ương bướng mà Duy đã quen 8 năm trước. Điều ấy dẫn dắt cảm xúc của Duy, đưa Duy vào những cung bậc tình cảm khác nhau. Đôi khi anh thấy mình đã trở thành một con người khác, vui tươi hơn và yêu đời hơn. Anh sợ cảm giác phải cách xa cô, và anh sợ mất cô. Rồi như một sắp đặt nghiệt ngã của số phận, Duy gặp lại Vân. Cô xác xơ và tiều tụy vì những khổ đau của cuộc sống lứa đôi, vì những dư luận cay đắng khi chồng cô cố ý rời bỏ cuộc đời. Đôi vai bé nhỏ của một cô gái 23 tuổi liệu có chống chọi được với những phong ba bão táp như thế hay không? Duy thấy giận, thấy thương, xót xa, rồi anh phát hiện ra mình vẫn yêu cô như ngày nào. Anh yêu cô bằng một tình yêu đã qua thăng trầm, thử thách, đã qua một khoảng thời gian 5 năm để khẳng định tất cả. Và dĩ nhiên anh chưa bao giờ muốn để mất cô lần nữa. Thế nhưng cô đã rời xa anh vì cô nghĩ cô không xứng đáng với anh. Và hơn hết, cô ấy đã hy sinh để anh có được tương lai vẹn tròn, và vẫn là người con có hiếu với mẹ hiền. Mẹ anh chưa bao giờ biết đến Vân, nhưng cũng sẽ không bao giờ chấp nhận Vân nếu bà biết đến hoàn cảnh của cô. Thật trái ngang. Đúng ngày hẹn,
10 tháng 3, Vân và anh đang trên đường đi đến biển. Chẳng hiểu sao Vân lại muốn một ngày làm vợ của mình ở biển. Duy cũng hồi hộp không kém cô khi bắt đầu một kế hoạch mà nghĩ cho cùng thì thật là điên rồ. Nhưng giữa họ đang là những người yêu nhau. Và khi đã yêu thì có chăng một chút mù quáng cũng là điều không đáng trách. Thật bất ngờ, Thái Vân đã chọn một ngôi nhà gần biển. Ngôi nhà thuê được từ một người bạn của cô giới thiệu. Chủ nhà là một doanh nhân thường xuyên công tác nước ngoài, phải thuê người trông nom nhà cửa. Và hôm nay, hai người sẽ là một cặp vợ chồng chính thức trong ngôi nhà nhỏ này. Ngôi nhà thật sự ấm cúng với màu gạch cổ kính. Tường có dàn hoa tigon bao phủ, bên trong rải sỏi trắng. Nội thất trong nhà toàn bằng gỗ với gam màu tối, sáng, rất trang nhã. Trước khi đến đây, Vân đã kêu Duy ngừng ở chợ để mua hoa, trái cây và đồ ăn cho cả ngày. Vừa đặt chân vào nhà, cô đã trở thành bà nội trợ đảm đang, xắn tay áo lên để vào bếp. Để anh phụ em nhé. Duy gợi ý phụ giúp. Dạ. Vậy anh giúp em nhặt rau đi. Mà em định cho anh ăn món gì đây? Canh chua cắt khô tụ. Buổi chiều thì có cá trê chiên, nước mắm me xả và rau luộc. Khuyến mãi thêm cho anh tô canh bí đỏ giò heo, được không anh? Vậy thì quá tuyệt rồi, bà xã là số 1. Chẳng hiểu sao Duy lại buộc miệng nói ra câu đó. Có lẽ trong tận trái tim anh vẫn khao khát một mái ấm gia đình. Và hẳn nhiên trong gia đình ấy từ lâu đã có bóng dáng của Thái Vân. Anh quay sang Vân, mắt cô lại ngần ngấn nước. Duy bước đến gần ôm cô vào lòng, siết nhẹ, giọng anh cũng nghẹn ngào. Dường như anh đã từng mơ một giấc mơ đẹp thế này. Em cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em và đã cho em điều ân huệ cuối cùng này. Đừng nói vậy, anh yêu em. Duy đặt lên môi Vân một nụ hôn ngọt ngào. Sau bữa cơm vui vẻ, cả hai cùng nhau đi dạo biển. Vân nhẹ nhàng nói: Em biết anh không thích em mặc đầm, nhưng chỉ Duy lần này em mặc đầm thôi anh nhé. Anh đâu có cấm em đâu, nếu là đầm đẹp và lịch sự anh vẫn chấp nhận mà. Thái Vân bước lên phòng rồi trở xuống với chiếc đầm màu hồng nhạt, hồng như hoa tigon ngoài kia, nhấn ngang eo bằng một chiếc nơ xinh. Vân làm trái tim Duy lõi nhịp. Anh nhìn chằm chằm lấy cô. Vân cũng đỏ mặt thẹn thùng với ánh mắt của Duy. Cô giật mạnh tay áo của Duy, rồi cả hai sóng bước ra ngoài. Nắng cuối xuân không quá nóng bức, lại có gió biển thổi vào nên không khí cũng rất dễ chịu. Cả hai lang thang trên cát, nô đùa với những con sóng xô vào bờ. Trên gương mặt của Duy và Vân là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Bất giác, họ không còn muốn thời gian trôi qua. Trong lòng ai cũng mong sao thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, khi họ có nhau tay trong tay đi qua những con sóng cuộc đời. Đi được một chút, Vân than mệt nên cả hai quay về. Duy thấy sắc mặt nhợt nhạt của Vân, bỗng anh thấy lo lắng vô cùng. Em có sao không? Sao mặt em xanh quá? Dạ em không sao, chắc lâu ngày không đi nắng nên thấy hơi mệt. Vậy mình về nhà nghỉ đi em. Dạ. Tiếng dạ ngọt ngào đó của Vân đã bao lần thấm vào tim Duy và ở trong ấy làm tim anh đau đớn. Vân mới đúng là người vợ mà anh muốn chung sống và chia sẻ suốt đời. Duy thoáng buồn, thấy mình thật sự bất lực trước số phận. Về đến nhà, Vân lên phòng thay bộ đồ rồi quay xuống. Cô vào nhà tắm, lấy bộ đồ Duy vừa thay ra đem đi giặt. Duy lên tiếng: Sao em giặt đồ chi vậy? Sáng giờ anh đâu có làm gì dơ. Vân cười rất tươi rồi buông nhẹ một câu khiến Duy như lạc giọng. Dạ, em chỉ muốn làm đúng trách nhiệm một người vợ. Anh cho phép em nhé. Duy rơi vào khoảng lặng mênh mông. Trong lòng anh lại là câu hỏi lớn. Sao Vân lại đưa ra điều này nhỉ? Có chuyện gì sắp xảy ra giữa anh và cô? Nhưng Duy không muốn hỏi cô, vì anh biết trước sau gì cô cũng nói cho anh biết. Anh không muốn phá vỡ niềm vui và hạnh phúc hiện tại mà cô và anh đang có.
Duy mở tivi xem. Anh quay lại thì thấy Vân đang gọt trái cây. Anh đến gần cô, lấy một múi lê rồi ngọt giọng. Bà xã anh dễ thương quá. Vân ngước lên nhìn anh, chung mũi rất dễ thương. Thì đúng là vậy mà. Hai người phì cười rồi chụm đầu vào nhau. Khi Duy bắt đầu giấc ngủ trưa hơi muộn, Vân lại xuống phòng khách, hí hoái viết gì đó. Những giọt nước mắt của cô tuôn rơi. Đoạn cô sắp đôi tờ giấy rồi cho vào một phong thư. Cô đến nhà bếp chuẩn bị một bữa cơm chiều ấm cúng cho gia đình nhỏ bé của mình. Duy bị tiếng cái trời chiên lèo xèo làm thức giấc. Anh bước ra khỏi phòng, vươn vai khoan khoái. Đã lâu rồi mới có một giấc ngủ sâu như thế. Anh tiến đến nhà bếp, choàng tay từ phía sau ôm Vân vào lòng. Anh đã không còn muốn nghĩ gì đến quá khứ hay tương lai nữa. Anh muốn sống cho hiện tại. Lúc này đây, cô đang là vợ anh. Một người vợ thật sự như anh mong ước. Sao em không ngủ một chút? Dạ, em không quen ngủ trưa. Với lại, em phải nấu cơm mà. Nếu không, anh chê người vợ này không biết lo cho chồng, bãi nhiệm em thì sao? Không bao giờ có chuyện đó đâu em. Câu trả lời đượm vẻ buồn buồn của Duy, Vân cảm nhận được. Và cô không bao giờ muốn anh buồn. Cô lảng tránh. Chiều ăn cơm xong, vợ chồng mình ở nhà xem phim rồi nghỉ ngơi nghe anh. Em cũng muốn đi dạo biển, nhưng mà hình như em không khỏe lắm. Có em là vui rồi, ở đâu cũng được mà. Anh cũng dẻo miệng quá ta. Vậy mới được em yêu thương chứ. Cả hai lại phá lên cười. Duy phụ Vân dọn chén bát và bài thức ăn. Vân nhẹ nhàng bới bát cơm đưa cho Duy rồi nói. Có một lần em xem một tuần cải lương mới phát hiện ra rằng bới cơm cho chồng cũng là một điều phải học hỏi. Không được bới lưng, không được để cơm vón cục và cũng không được đưa chén cơm quá thấp. Lúc đầu em thấy hơi rắc rối, nhưng rồi sau này em lại thấy rất hay. Hay thế nào, em nói anh nghe thử xem. Hay chứ, anh nghĩ đi nhé. Người vợ biết yêu thương chồng thì lúc nào cũng lo cho chồng, ưu tiên phần ngon, no đủ cho chồng, nên đương nhiên phải bới chén cơm đầy. Cơm không vón cục thì là thể hiện sự chu đáo và đảm đang của người vợ. Còn việc đưa chén cơm không quá thấp, tốt nhất nên ngang với người mình là để tỏ thái độ tôn trọng chồng. Em thấy điều này không có gì quá đáng cả, rất đáng học hỏi. Duy mỉm cười, nụ cười rất ngọt. Anh yêu cái cách cô chăm sóc cho anh, cách cô lo lắng cho cuộc sống gia đình. Và dường như anh yêu tất cả những gì thuộc về cô. Bữa cơm tối rất ngon, Duy ăn nhiều hơn mọi khi và đang thở mệt nhọc, đổ thừa Vân. Cái đà này chẳng mấy chốc anh sẽ tăng cân phù phù đây. Còn đâu cái dáng chuẩn của anh chàng sinh viên khoa tự nhiên nữa chứ. Khóe mắt Vân cay xè, quay đi thầm nghĩ. Em không còn cơ hội lo cho anh. Anh hãy tự lo cho mình anh nhé. Duy thấy cô đứng tần ngần, kéo cô vào lòng, rồi hôn lên mái tóc dài buông xõa của cô. Anh có thể làm chồng của em chứ? Dạ. Lại một tiếng dạ ngọt đến nao lòng. Duy không cưỡng lại được tình cảm của mình và sự dịu dàng của Vân. Cả hai cùng dìu nhau đi đến một miền hạnh phúc. Hạnh phúc của một cuộc sống lứa đôi, của một gia đình ấm áp. Sáng hôm sau, khi trở về thành phố, anh và Vân lại trở về công việc thường ngày và trách nhiệm đời thường với gia đình riêng của mỗi người. Nhưng Duy biết, kể từ hôm đó, mọi thứ trong anh đã khác. Vân đã thật sự trở thành vợ anh. Số điện thoại của cô hiển nhiên được anh lưu thành hai từ vợ yêu. Nhưng rồi, Duy chẳng hiểu sao anh không tài nào liên lạc được với Vân, cũng không thấy cô đến công ty làm việc. Anh bỗng dưng thấy hụt hẫng, thấy lo sợ bâng quơ. Trong đầu anh luôn nghe rõ một câu nói của Vân. Hãy cho em xin một ân huệ cuối cùng. Duy đắm chìm trong những nỗi sợ hãi của mình, cảm giác chênh vênh đến lạ. Rồi sau đó một tuần, anh bàng hoàng nghe tin Vân đã mất. Trái tim anh như vỡ vụn, chân anh dường như không bước đi được nữa. Anh đến nhà Vân, nghe em gái Vân vừa khóc
vừa gửi cho anh những gì Vân để lại. Trong đó có một lọ thủy tinh đầy hạt giấy, một sắp phong thư còn kín, chỉ ghi mỗi cái ngày bên ngoài, một cuốn nhật ký và một bức thư đề là thư cuối cùng gửi anh yêu. Duy Âm chặt chiếc thùng giấy nhỏ, đặt tất cả những thứ đó về nhà. Lòng anh trống rỗng, những dòng chữ trong bức thư của Vân hiện ra rõ ràng trong tâm trí của anh. Anh yêu, một lần cuối cho em được gọi anh bằng hai từ như thế, hai từ mà lâu rồi em không còn dám gọi và cũng không dám lưu dù chỉ là trong điện thoại. Nhưng trong lòng em, anh vẫn là người rất quan trọng, vẫn là anh rất đặc biệt trong tim em. Ngày anh nhận được lá thư này, có nghĩa là ngày em không còn tồn tại trên đời này. Đã từ lâu, em biết mạng sống của mình chỉ còn tính từng ngày, từng giờ với căn bệnh hiểm nghèo. Và điều duy nhất em nguyện cầu mỗi đêm, đó là anh sẽ được hạnh phúc. Một hạnh phúc thật sự mà anh ao ước và sẽ chia với em. Em đã rất vui và hạnh phúc dù chỉ được làm vợ anh một ngày, vì đó là ao ước lớn nhất của cuộc đời em. Được cùng anh chung sống dưới một mái nhà, được chăm lo cho anh bữa ăn, giấc ngủ, được giặt cho anh bộ đồ sau ngày làm việc vất vả, và được gối đầu lên vai anh ngủ. Em biết, vì chỉ có một ngày ngắn ngủi, nên giữa chúng ta chỉ có sự vui vẻ và niềm hạnh phúc. Chúng ta chưa kịp có những mâu thuẫn, bất đồng, những va vấp hàng ngày như bao cặp vợ chồng khác. Nhưng em tin, nếu còn có thời gian, nếu có những điều như thế xảy ra, chúng ta vẫn vượt qua được nhờ tình yêu của mình, đúng không anh? Điều làm em hối tiếc khi làm vợ anh, đó là không còn đủ thời gian để cùng anh phụng dưỡng cha mẹ. Và ngoài ra, em không thể sinh con cho anh. Cho em xin lỗi anh nhé. Em phải đi thôi. Anh hãy yêu em, nhớ đến em, và dùng tình yêu ấy làm động lực cho mình để sống tốt hơn và hạnh phúc hơn anh nhé. Ở nơi nào đó, em vẫn thầm chúc phúc cho anh. Vĩnh biệt anh. Hai giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt của Duy. Gương mặt anh lúc này co rúm lại một cách thật đáng thương và đau xót. Sao Vân lại ra đi như thế? Sao ông trời lại quá bất công với cô? Sao ông trời cũng lại bất công với anh, đã cướp đi người anh yêu thương nhất? Quỳnh ở đâu cũng bất chợt chạy về. Bấy lâu nay, Quỳnh và anh là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng thực chất là mỗi người một nơi. Cô không chấp nhận được cảnh làm dâu và việc sống chung với gia đình chồng. Duy chưa khỏi bàng hoàng vì tại sao Quỳnh lại về thì cô đã trao cho anh một bức thư. Và thật sự thì cô cũng đang nghẹn ngào khóc. Gửi Quỳnh. Vân rất xin lỗi vì đường đột gửi bức thư này đến Quỳnh. Có lẽ Quỳnh cũng đã từng biết đến Vân qua vai trò người yêu cũ của anh Duy. Và giờ đây, cũng với vai trò ấy, Vân xin gửi đến Quỳnh một vài lời nhắn gửi trước khi Vân đi xa. Chúng ta là hai người xa lạ, không có chút thân thuộc nào. Tuy nhiên, chúng ta lại là hai người phụ nữ cùng yêu thương một người. Vân biết, khi tiến đến hôn nhân, có lẽ Duy và Quỳnh không có một tình yêu sâu sắc. Nhưng Quỳnh chắc hẳn cũng đã yêu anh ấy rất nhiều, đúng không Quỳnh? Vì vậy, hãy xin Quỳnh tha thứ cho trái tim tội lỗi của Vân đã đến trước và mang trái tim của anh ấy đi quá xa Quỳnh. Nhưng bây giờ, Vân sắp phải đi xa, vĩnh viễn rời xa cuộc đời này. Vân xin giao trả trái tim và con người của anh lại cho Quỳnh. Hãy giúp Vân yêu thương và lo lắng cho anh ấy. Hãy mở rộng tấm lòng của người vợ mà chia sẻ với anh những câu chuyện đời thường, những lo toan trong cuộc sống. Quỳnh hãy yêu thương cha mẹ anh ấy, hãy giúp anh ấy sang bớt những gánh nặng gia đình, vì đối với anh, mẹ cha là quan trọng nhất. Xin hãy tha lỗi cho Vân vì đã cầu xin anh một ngày cho Vân được làm vợ. Quỳnh hãy yêu và lo cho anh thêm cả phần của Vân nữa, Quỳnh nhé. Vân cầu chúc cho hai người một hạnh phúc vẹn tròn. Vĩnh biệt Quỳnh.
Cả Duy và Quỳnh cùng tựa vào nhau mà khóc. Quỳnh cũng không biết cô đang khóc vì thương cho Vân, cho Duy hay cho chính bản thân cô. Cô cũng không biết trong lòng cô đang là buồn bã hay tức giận khi nhìn chồng mình thương tiếc người yêu cũ. Mà không đúng, đối với Duy, Vân mới là người vợ thật sự. Cô có làm được gì cho anh đâu. Cô thật sự thấy mình nhỏ bé trước tình cảm của Vân dành cho Duy. Và cô khóc chính là thương cho tình yêu của họ và cũng thương cho chính mình. Cho đến hôm nay, một năm sau khi Vân mất, Duy vẫn thấy tim mình trống trải buồn tênh. Để rồi nghe hai thằng bạn thân nói về chuyện lấy vợ một cách điềm nhiên như thế, anh lại thấy buồn. Sau khi Vân mất, Duy có lúc tưởng như chính mình đã đánh mất cô ấy vì anh đã không giữ lấy cô ngay lúc đầu. Nhưng rồi mỗi ngày sau khi đọc bức thư của Vân, anh cố gắng sống tốt và đứng vững hơn trên đôi chân của mình. Chỉ có điều anh không thể quên một ngày làm vợ của Vân. 5 năm sau, Duy cùng Quỳnh đến viếng mộ của Vân, đặt một đóa hồng lên mộ Vân. Cả hai bùi ngùi không kìm được nước mắt. Kể từ ngày ấy, Quỳnh đã thay đổi. Đôi khi Duy nhìn thấy Vân trong chính Quỳnh, và anh đã tạo dựng được một hạnh phúc thật sự. Quỳnh sử dụng điện thoại của Vân, vì thế trên điện thoại của Duy, cô ấy chính là vợ yêu như lúc đầu. Quỳnh đã làm được điều mà Vân mong đợi. Cô yêu thương Duy bằng tình yêu của Vân cộng gộp lại. Giờ đây, họ có một gia đình rất lớn, có con trai, có ba mẹ của Duy và Quỳnh, và còn có ba mẹ của Vân. Hai người đã xem cha mẹ của Vân là cha mẹ của chính mình. Cuộc sống đã thay đổi, nhưng họ vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Vân ở đâu đó trong từng nếp sinh hoạt của mình. Và điều ấy khiến họ thấy hạnh phúc và ấm áp hơn. Câu chuyện thứ ba, món dưa chuột muối của đôi vợ chồng già. Trong chuyện tình yêu hôn nhân của người Á Đông, dường như rất đề cao tính hy sinh. Ngày xưa không nói, còn ngày nay, hy sinh vẫn là một cái gì đó vô cùng cao cả mà mỗi cặp đôi sẵn sàng vì yêu mà cố gắng, vì yêu mà chấp nhận. Ví như vợ từ bỏ hết công việc, đam mê để lùi ra đằng sau giúp chồng tề gia nội trợ, chăm sóc con cái. Hay chồng thương vợ buông gánh bán bưng, khuyên bảo vợ ở nhà để một tay mình còng lưng phấn đấu nuôi cả gia đình. Hy sinh còn là khi yêu nhau nhưng không được chấp nhận, cả hai cãi lời bố mẹ, rời quê xa xứ chỉ để có thể ở cùng với nhau. Hy sinh cao thượng là thế, nhưng mấy ai biết được, đằng sau sự hy sinh này đôi khi vẫn có những nút thắt mà mãi mãi người trong cuộc không thể nào tháo gỡ ra được. Khi đó, chúng ta hy sinh thầm lặng, hy sinh mà không biết đối phương có đang thật sự yêu cái cách mình hy sinh như vậy hay không. Để rồi, lúc mọi chuyện quá muộn, ai nấy cũng chỉ biết thở dài trong nuối tiếc, giá như. Sự hy sinh sai lầm được đề cập bên trên cũng chính là nội dung của câu chuyện ngắn sâu sắc dưới đây. Câu chuyện tuy đã cũ, không rõ là của ai, có thật hay không, nhưng giá trị mà nó mang đến gần như là vĩnh cửu với thời gian. Chừng nào người ta còn yêu, còn hy sinh âm thầm, còn sống hết mình vì người khác mà chẳng hiểu đối phương nghĩ gì, thì câu chuyện này vẫn còn tác dụng thức tỉnh. Trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô, có đôi vợ chồng già sống hạnh phúc và bình yên bên nhau. Niềm vui chung của họ là cùng chăm sóc vườn dưa chuột xanh tốt sau nhà. Ông cụ chăm sóc vườn dưa rất cẩn thận, hết dậy sớm tưới nước rồi lại bỏ công bắt sâu nhổ cỏ. Những trái dưa chuột ngon nhất sẽ được hái để bà cụ múi dưa, thói quen lâu năm nay của bà cụ. Mùa đông tới, khi vụ thu hoạch dưa chuột kết thúc, ông cụ lại cần mẫn nghiên cứu bản danh sách giới thiệu hạt giống để đặt mua loại tốt nhất. Xuân về, các con của ông bà sống gần đó giúp cha xới đất và gieo hạt. Còn bà cụ tìm đọc các sách nấu ăn để học hỏi thêm bí quyết làm dưa chuột muối. Trong mắt mọi người, ông bà là cặp vợ chồng hạnh phúc. Họ sống thân thiện và gần gũi với mọi người xung quanh.
vị khách nào đến chơi cũng được ông bà tặng một bình dưa chuột muối mang về. Rồi một ngày kia, ông cụ qua đời. Mùa xuân năm đó, tất cả con cái tụ họp bên mẹ và nói: "Chúng con biết mẹ rất thích làm dưa chuột muối, vậy nên chúng con sẽ thay cha tiếp tục mua hạt giống, gieo trồng và chăm sóc vườn dưa chuột cho mẹ." Người mẹ mỉm cười đáp: "Cảm ơn các con, nhưng các con không cần làm như vậy đâu. Thật ra mẹ không hề thích muối dưa, nhưng vì cha các con thích trồng dưa chuột, cho nên mẹ mới hay muối thôi." Những người con ngỡ ngàng, vì trước khi cha mất, ông từng tâm sự với họ rằng ông không hề thích trồng dưa chuột. Ông làm điều đó chỉ vì vợ ông thích trổ tài muối dưa. Câu chuyện trên tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cho người đọc cảm giác vui buồn lẫn lộn. Thoạt đọc xong, hẳn nhiều người sẽ cảm thấy vui vì tình yêu đẹp của đôi vợ chồng già dành cho nhau. Họ đã sống cả đời vì nhau và sẵn sàng chấp nhận làm điều mình không thích chỉ vì muốn đối phương vui lòng. Nhưng đâu đó cũng chính từ cái vòng lẩn quẩn của sự hy sinh, của định kiến về trách nhiệm tưởng như đẹp đẽ ấy, nó lại khiến câu chuyện đượm buồn man mác. Buồn vì cả ông và bà đều chưa bao giờ thật sự chia sẻ suy nghĩ, sở thích của mình cho nhau nghe. Họ sống hết mình cho đối phương, đến mức bỏ quên sự yêu ghét của bản thân. Để rồi, thay vì sống trong những năm tháng hôn nhân thật viên mãn, hạnh phúc và tự do, họ đã để cuộc đời mình trôi qua thật gượng gạo. Lúc mọi chuyện phơi bày cũng là khi mọi thứ đã muộn màng để bắt đầu lại. Quả thật, trong tình yêu lứa đôi và cả cuộc sống hôn nhân gia đình, tôn trọng sở thích cá nhân của nhau là đúng nhưng chưa đủ. Làm thế nào chúng ta có thể tôn trọng một sở thích mà mình chưa biết nó là cái gì, chỉ suy từ những phỏng đoán của bản thân? Vậy nên, tốt nhất là chúng ta phải cùng ngồi xuống chia sẻ với nhau về những sở thích riêng tư và tình cảm thật sự của mình trước khi chọn hy sinh vô nghĩa. Câu chuyện thứ tư, nửa trái dưa hấu. Vào buổi trưa một ngày nọ, tôi tan làm trở về nhà, nóng quá đến nỗi đầu chảy đầy mồ hôi. Mở tủ lạnh ra xem, không ngờ bên trong có nửa quả dưa hấu mát lạnh. Tôi mừng rỡ và vội lấy ra ăn một cách ngon lành. Đúng lúc này vợ tôi cũng trở về. Vừa đi vào cửa nhà, cô ấy vừa than thở: "Chết khát mất, nóng quá đi thôi." Mở tủ lạnh ra, cô ấy ngẩn cả người. Tôi bảo với vợ là miếng dưa hấu đó tôi ăn rồi. Nét mặt cô ấy thoáng một chút không vui, vội vã cầm ly đi rót nước uống. Vừa nhấc ấm nước lên, bên trong cũng không còn một giọt nào. Thế là cô ấy đột nhiên phát cáu: "Anh cũng không biết đun lấy một chút nước, về nhà lâu như thế làm gì?" Tôi cũng giận dữ: "Sao cái gì cũng đều là tại tôi thế?" Vì chuyện này mà hai chúng tôi chiến tranh lạnh mất một tuần mới hòa giải được. Thứ bảy, tôi một mình trở về nhà bố mẹ tôi. Họ vừa thấy tôi liền hỏi: "Sao một tuần nay bố mẹ không nhìn thấy vợ con đâu?" Tôi liền đem câu chuyện giận dữ kể cho họ nghe từ đầu đến cuối. Mẹ tôi nghe xong liền trách tôi: "Làm việc không nên chỉ có nghĩ đến bản thân mình mà không để ý đến người khác." Tôi không cho là đúng. Chỉ là ăn hết nửa quả dưa hấu thôi mà, có cái gì ghê gớm đâu. Bố tôi vừa cười vừa nói: "Con không cần phải biện bạch cho bản thân nữa. Ngày mai là chủ nhật, cả hai đứa cùng tới đây một chuyến." Ngày hôm sau, tôi cùng vợ chở con trở lại nhà bố mẹ tôi. Vừa vào cửa, bố tôi liền sai tôi đi mua giấm chua. Đợi đến lúc tôi mua trở về, bố tôi nói vợ tôi đã đưa con ra ngoài rồi. Nói xong, bố tôi liền bê ra một nửa quả dưa hấu đưa cho tôi rồi nói: "Nhìn con nóng quá, đầu chảy đầy mồ hôi rồi, mau ăn miếng dưa hấu giải khát đi." Nửa trái dưa hấu cũng chừng 1-2 kg. Ông đưa cho tôi một cái thìa: "Ăn không hết thì để phần thừa còn lại cho vợ con về ăn." Tôi cầm lấy cái thìa rồi ăn lấy ăn để.
ăn chưa đến một nửa, bụng đã căng lên rồi. Lúc cả nhà ăn cơm, bố tôi mang ra 2 miếng dưa hấu đặt lên bàn rồi nói với tôi. Con xem, chúng có gì khác nhau? Tôi rất bối rối, cẩn thận nhìn đi nhìn lại. Một nửa là tôi vừa mới ăn, một nửa còn lại cũng là đã được ăn. Nhìn một lúc lâu cũng nhìn không ra kết quả gì, đành phải lắc đầu. Bố tôi chỉ vào miếng dưa hấu và nói, một nửa này là con ăn, còn nửa kia là vợ con ăn. Bố đều nói cho hai đứa là, nếu như ăn không hết thì để phần thừa còn lại cho người kia ăn. Con nhìn vợ con ăn như thế nào? Là dùng thìa xúc từ bên cạnh rồi vào phía bên trong ăn hết một nửa, nửa còn lại để nguyên không động tới. Nhìn miếng của con xem, bắt đầu xúc từ chính giữa, ăn hết phần thịt ở chính giữa, để phần bên cạnh cho người khác ăn. Người nào mà chẳng biết phần thịt ở chính giữa ngọt chứ? Từ việc nhỏ này mà xét thì thấy vợ của con có tấm lòng hơn con nhiều. Mặt tôi bỗng nhiên đỏ lên. Bố tôi nói ý tứ sâu xa. Cả một đời của hai người liệu có thể có bao nhiêu việc to tát? Tình cảm vợ chồng thể hiện ở chỗ nào? Là thể hiện ở một giọt dầu, một thìa cơm, một thìa canh trong cuộc sống hàng ngày. Lần trước, con vì việc ăn dưa hấu mà cãi nhau với vợ, lại còn bao biện. Điều đó rõ ràng là con không đúng. Nếu như đổi lại là vợ con về nhà trước, nhất định nó sẽ để phần cho con một nửa. Đừng xem đây là việc nhỏ, nó có thể phản ánh ra tấm lòng của một người. Bên trong miếng dưa chứa đựng một bài học lớn về cách ứng xử trong gia đình. Khi trái tim đã nguội lạnh, con phải từng chút sưởi ấm cho nó. Mỗi ngày đều luôn nhớ ủ ấm cho nó. Ngược lại, khi trái tim đang ấm áp, con từng muỗng nước lạnh đổ vào nó, thì một ngày nào đó nhất định sẽ khiến nó nguội lạnh. Con thử suy nghĩ xem, nếu như vợ con cũng giống như con, làm mọi việc đều không nghĩ đến con nữa, lâu dần con sẽ thấy thế nào? Thật sự là một câu nói thức tỉnh một người trong mộng như tôi. Tôi bỗng nhiên phát hiện ra rằng, thường ngày khi trở về, đôi dép được để gọn gàng, nước trà đã để sẵn trên bàn, chiếc ô được để sẵn ngoài cửa ra vào khi trời mưa. Đó đều là thể hiện tình cảm yêu thương của vợ tôi. Nhưng còn tôi thì sao? Lại cứ tùy tiện coi như không nhìn thấy, không hiểu được những điều đó mà còn suy bụng ta ra bụng người. Nghĩ ra những điều đó, tôi hổ thẹn vô cùng. Tôi vội vàng bưng sủi cảo đã lạnh ra đưa cho vợ. Cái này không còn nóng nữa rồi, em ăn trước đi. Vợ tôi cười, anh chỉ giả bộ một chút trước mặt bố mẹ thôi. Bố tôi cũng cười, có thể hạ quyết tâm đóng giả như thế cả đời thì là người chồng tốt rồi. Tình yêu thương phải được thể hiện qua lại giữa đôi bên với nhau. Hãy cảm thông với một nửa của bạn, đừng cho rằng mọi chuyện là họ cố tình gây sự với mình, mà hãy suy ngẫm tìm sai sót của bản thân mình. Hạnh phúc không phải là ở trong một căn nhà lớn bao nhiêu, mà là bên trong căn nhà có bao nhiêu tiếng cười hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là lái một chiếc xe sang trọng, mà là người lái xe có thể bình an trở về nhà. Hạnh phúc không phải là yêu một người vô cùng xinh đẹp, mà là yêu một người có tấm chân tình. Hạnh phúc không phải là nghe được bao nhiêu lời nói ngọt ngào, mà là lúc tổn thương có thể có người nói với bạn rằng, không sao cả, có anh ở đây rồi. Câu chuyện thứ 5, đĩa ớt, cốc nước. Có một cô gái ở phương Nam và một anh người miền Bắc lấy nhau. Khẩu vị của cô gái thanh đạm, còn anh chồng thì ngược lại, không có ớt thì anh không nuốt được cơm. Cô gái thường đi đến nhà bố mẹ đẻ ăn cơm. Một hôm, bố cô gái nấu thức ăn hơi mặn, nhưng mẹ cô không nói gì, chỉ mang đến một cốc nước. Khi gắp thức ăn, bà nhúng vào cốc nước trước mặt, sau đó mới cho lên miệng. Bỗng nhiên, cô gái thông qua hành động của mẹ đã hiểu ra được điều gì đó.
Ngày hôm sau, cô gái ở nhà nấu cơm, làm thức ăn mà chồng cô thích ăn. Đương nhiên, mỗi loại thức ăn cô đều cho ớt. Chỉ khác biệt là trên bàn ăn có để sẵn một cốc nước. Chồng cô nhìn cô ăn thức ăn đã nhúng vào cốc nước nhưng vẫn có vẻ rất ngon miệng, khiến anh rưng rưng nước mắt. Sau đó, anh cũng tranh nấu cơm, nhưng trong thức ăn không còn nhìn thấy ớt nữa, chỉ khác là trên bàn có thêm một đĩa tương ớt. Vì tình yêu, cũng vì bản thân mình, hai vợ chồng một người ôm một đĩa ớt, một người ôm một cốc nước. Nhưng quan trọng hơn, họ hiểu được thế nào để ôm giữ một tình yêu vĩnh cửu. Câu chuyện tuy ngắn nhưng hàm chứa những ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Vợ chồng đến với nhau không ai là hoàn hảo hay hoàn toàn phù hợp. Có điều phải biết giữ cái tôi cá nhân và chấp nhận những thứ không phù hợp với bản thân mình. Trong cuộc sống chung, mâu thuẫn vợ chồng là điều không tránh khỏi. Đôi khi họ thường xuyên cãi vã dù trong lòng còn rất yêu nhau. Không nhất thiết lúc nào cũng phải yêu thương, đầm ấm mới là hạnh phúc. Bởi lẽ nếu như có mâu thuẫn phát sinh, họ thường rất khó để biết cách giải quyết và chấp nhận, nên thường dẫn tới chia tay. Nếu như việc cãi nhau mà bạn có thể nhận ra quan điểm sống mọi người, biết cách dung hòa nó, cũng như tự biết mình sai, mình có lỗi ở đâu để sửa, thì đó là một việc rất tốt. Vì thế nên mới nói, không phải cứ hai tranh cãi là bất đồng, là mâu thuẫn không giải quyết, không chung sống với nhau được. Quan trọng là cách bạn giải quyết mâu thuẫn và tiếp thu những gì từ những mâu thuẫn đó đem lại. Hoặc thậm chí, hôn nhân sức mẻ từ những điều vô cùng nhỏ nhặt. Có người vợ không chấp nhận nổi thói bừa phứa của chồng, hay có ông chồng chán ngán vợ chỉ vì cái tật nói nhiều của vợ. Nếu ai cũng muốn thắng, cũng găng lên cho bằng được để ăn thua với đối phương, thì rất dễ khiến đối phương tổn thương. Hãy nhớ, trong mỗi cuộc cãi vã hôn nhân, người thắng chính là kẻ thất bại. Vì thế, người ta mới nói, đã là vợ chồng thì chớ có làm khó dễ đối phương, chớ có bắt bẻ đối phương, chớ có chỉ trích đối phương. Hãy cứ làm vẻ ngốc nghếch mà đi cùng đường với nhau. Mỗi một người chỉ có thể từ từ mà lĩnh ngộ thôi, bởi vì không có được mấy người có thể làm được tốt. Vậy nên đừng có làm người chỉ biết nói mà không biết làm. Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn. Chuyện không có đúng sai, chỉ có hòa thuận hay không. Gia đình thuận mới có thể vạn sự hưng. Không phải mệt mỏi liền chia xa, không phải không hợp nhau liền rời bỏ, mà là dẫu có mệt mỏi hơn nữa cũng muốn ở cùng nhau, dẫu có không hợp nhau cũng cố gắng bên nhau. Mệt mỏi là bởi để mắt đến, không thích hợp là vì chưa đủ tình cảm yêu thương. Tình yêu thật sự không có nhiều lý do như vậy. Câu chuyện thứ 6, chiếc áo rách. Anh và chị là hai người cùng cảnh ngộ, gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm. Cả hai đều mồ côi cha từ nhỏ. Mẹ chị đi bước nữa, chị ở với bà ngoại. Còn anh may mắn hơn, mẹ anh ở vậy nuôi nấng ba chị em anh nên người. Ngày anh đưa chị về ra mắt gia đình, mẹ anh bảo: "Thằng An nhà bác may mắn yêu được cháu, nếu hai đứa thành vợ thành chồng thì cố gắng yêu thương, bảo ban nhau mà làm ăn. Bố thì mất sớm, mẹ và anh chị ở quê đều nghèo cả, chẳng giúp gì được cho các con đâu." Biết được hoàn cảnh hai gia đình nên sau khi cưới được hai hôm, anh chị thu xếp ngay lên thành phố để tiếp tục công việc, gây dựng tương lai. Cuộc sống chật chội trong ngôi nhà trọ 14m2 nhưng chưa bao giờ ngớt tiếng cười. Họ bằng lòng với cuộc sống vì biết rằng có rất nhiều người còn khổ và vất vả hơn mình nhiều. Có những đêm mưa, tiếng mưa rơi lợp đợp vào mái tôn khiến anh trằn trọc không ngủ được. Anh ôm ngang người chị thủ thỉ: "Thôi, mình cứ cố gắng làm rồi dành dụm, có được chút tiền, mình sẽ về xây lại ngôi nhà cho bà ngoại em ở.
mưa gió thế này, bà ở nhà một mình chẳng yên tâm chút nào. Vâng, bà cũng mong vợ chồng mình về sống với bà lắm, nhưng mà công việc ở đây cả rồi, mình chưa về ngay với bà được. Thế rồi căn nhà trọ ấy lại vui hơn khi chị có thai. Với gia cảnh của mình, cả anh và chị đều sống rất giản dị và tiết kiệm. Họ chỉ mua những thứ thật cần thiết chứ không dám tiêu pha lãng phí chút nào. Quần áo chuẩn bị cho con sau khi sinh, chị cũng xin của con các chị em ở cùng cơ quan và chỉ mua những gì còn thiếu. Thấy vợ ngồi dọn đóng đồ cho con, anh cũng lại gần phụ giúp chị. Toàn đồ còn mới và tốt quá em nhỉ. Con mình vừa mặc vừa lấy phước mà cũng vẫn đẹp. Vậy nhưng lúc con chào đời, gánh nặng cơm áo gia đình đè nặng lên vai anh chị hơn. Hai vợ chồng Son thêm đứa con thành ba. Chị nghỉ sanh ở nhà, mình anh phải gồng lên để kiếm thêm tiền sữa bỉm cho con. Ngoài việc làm 8 tiếng ở công ty, thì anh còn nhận đi lấy rau từ chợ đầu mối mang về cho một bà bán rau ở gần nhà bán. Vậy là 4 giờ sáng, khi mọi người vẫn say giấc ngủ, thì anh đã trở dậy lịch kịch, dắt xe máy cũ đi lấy rau. 6 giờ anh mang rau về giao cho người ta rồi thay quần áo chuẩn bị đi làm. Thương chồng vất vả, dù mới sinh nhưng chị vẫn cố gắng dậy cắm nồi cơm và hâm sẵn lại thức ăn để chồng về ăn sáng. Thấy vợ đêm mất ngủ vì con quấy, sáng ra vẫn lịch kịch dậy nấu cơm cho chồng, anh bảo vợ: "Từ mai sáng em cứ ngủ thêm đi, không phải dậy sớm nấu cơm sớm cho anh nữa đâu." "Em làm được mà, ban ngày lúc con ngủ em có thể ngủ bù. Anh còn vất vả hơn nhiều, lại phải làm việc đến tối mới xong." Cứ như thế, anh chị chắc chiêu, cố gắng, vừa có thể nuôi con, vừa có thể dành dụm chút tiền để về cất được mái nhà cho bà ngoại của chị. Thấy bà bán rau mà chồng vẫn lấy rau hàng sáng cho, bán rất chạy và có lãi, chị bàn với chồng: "Em không đi làm nữa, lương lậu chả được là bao, mà lại phải gửi con cho người ta trông. Mỗi tháng cũng mất gần 2 triệu rồi. Bà Tư bán rau lãi lắm anh à, hay là em ở nhà bán rau quả luôn?" Thương vợ, anh gàn đi: "Thôi, em cứ đi làm đi, vừa bán rau vừa trông con vất vả lắm, để anh kiếm thêm việc làm buổi tối." "Nhà mình tiện ngay gần ngõ chợ, em vừa trông được con, vừa bán được hàng. Hàng sáng thì anh đi cất hàng cho em bán ngày nào cầm được tiền luôn ngày nấy, em làm được mà." Thấy vợ có vẻ rất quyết tâm nên cuối cùng anh cũng đồng ý. Vậy là anh chị dựng thêm một mái che trước nhà, làm quán và trích ra một phần tiền tiết kiệm để làm vốn khởi nghiệp kinh doanh. Ban đầu anh chưa dám để chị bán nhiều vì con còn nhỏ. Anh lấy hàng cho người ta, bớt lại một phần cho chị bán. Nhờ anh lấy được hàng ban sáng tươi ngon, chị lại khéo chào mời, nên hàng ra của chị bán hầu như không bị ế. Rồi anh chị cất thêm hàng bán cả hoa quả, tối đến anh còn làm cà muối cho chị bán. Cái quán rau nhỏ đã giúp anh chị có nguồn thu gần gấp đôi lương văn phòng của chị trước đây. Anh lại được tăng lương nên thành ra thu nhập của anh chị đã tăng gấp đôi so với trước, mà lại không phải mất tiền thuê người trông con. Mọi người trong ngõ trọ ai cũng tấm tắc khen anh chị. Chị khéo vung khéo vén, còn anh chịu thương chịu khó và yêu thương vợ con. Khi con được 2 tuổi, anh chị cũng đã đủ tiền để về cất cho bà ngoại chị một căn nhà cấp 4 kiên cố, không phải lo bão gió nắng mưa nữa. Anh chị và con trai vẫn ở trong căn nhà 14 mét vuông ấy. Đã có lần anh định thuê căn nhà rộng hơn một chút, nhưng nếu phải bỏ đi khỏi ngõ chợ này thì tiếc lắm, nên anh chị lại cố gắng sắp xếp đồ đạc sao cho ổn thỏa. Một hôm, đứa con nhỏ đang nô đùa với bố, chợt nó chạy lại và đặt tay lên vai bố và mân mê chiếc áo. "Bố ơi, áo bố rách này." Anh giật mình quay lại, đúng là cái áo của anh đã vướng vào đâu đó bị rách trong lúc anh làm mà anh không hay. "Ừ, áo của bố bị con chuột cắn đấy. Để con bắt con chuột cắn áo bố nhé." Thế rồi thằng bé bắt đầu đi ngó nghiêng khắp nhà để tìm chuột. Nhìn con,
mà anh chị không nhịn được cười. Đêm ấy nằm bên chồng, chị nhỏ nhẹ. Cái áo vợ mua cho chồng cũng gần 2 năm rồi ấy nhỉ. Dạo này vợ ít để ý đến chồng quá. Mai vợ mua cho chồng cái áo mới nha. Đấy là cái áo anh thích, nó rách có một lỗ nhỏ thôi mà em. Không, em phải mua áo mới cho chồng. Không quan tâm đến chồng, để cô khác quan tâm hộ thì có ngày con em mất bố không biết chừng ấy chứ. Anh ôm chị vào lòng. Có một người vợ hết lòng vì chồng con như em thì anh đâu phải đi tìm cô nào khác nữa. Có em và con, đời anh đã may mắn và hạnh phúc lắm rồi. Chỉ sợ có ngày em hết thương anh thôi. Chồng em áo rách em thương mà. Vợ chồng mình đã cố gắng được đến ngày hôm nay thì hãy cùng nhau cố gắng đi hết quãng đời còn lại anh nhé. Chị áp mặt vào ngực chồng để có thể hít hà hơi ấm quen thuộc của anh. Có thể nói, trong cuộc sống vợ chồng, sự đồng cam cộng khổ với nhau, hy sinh vì nhau, nó là lẽ tất yếu. Nhưng để đi lâu dài thì cần phải trân trọng nhau, hết lòng vì người kia, chú ý tới đời sống vật chất và tình cảm của nhau. Có thể bỏ qua những điều nhỏ nhặt để cùng nhau vun vén cho tương lai, nhưng nhất định đừng bao giờ buông tay nhau và luôn cố gắng. Ngoài ra, để có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng hãy nhớ rõ ba điều dưới đây. Làm mới những điều quen thuộc. Sống với nhau trong một thời gian dài, vợ chồng sẽ có cảm giác nhàm chán với cuộc sống hiện tại khi đã hiểu quá rõ về nhau. Thêm vào đó, họ thường xuyên bị stress bởi gánh nặng cơm áo gạo tiền và con cái. Điều này khiến cả hai không còn dành thời gian để chăm sóc cho bản thân và tạo những điều mới mẻ trong mối quan hệ của vợ chồng. Có như vậy, người kia mới không cảm thấy nhàm chán và ham mê những thứ lạ và hôn nhân mới kéo dài. Dành thời gian cho nhau. Dù cuộc sống và công việc có bộn bề và vất vả đến thế nào, vợ chồng cũng nên dành thời gian cho nhau, luôn đặt vợ chồng ở vị trí quan trọng trong trái tim mình. Một mối quan hệ bền vững và hạnh phúc là khi cả hai luôn biết suy nghĩ và lo lắng về nhau, đồng thời biết vun đắp xây dựng mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày. Bỏ bớt cái tôi cá nhân, biết tha thứ. Cổ nhân đã nói, nhân vô thập toàn. Trên cuộc đời này không có một ai hoàn hảo, ngay cả chính bạn cũng có những khuyết điểm nhất định. Chính vì thế, bạn đừng mong chờ ai đó sẽ hoàn hảo và đối xử tốt với bạn một cách tuyệt đối. Trong cuộc sống hôn nhân, điều khiến tình cảm vợ chồng bạn ngày một gắn bó và bên nhau dài lâu, đó chính là lòng vị tha. Vợ chồng hãy biết bao dung và tha thứ cho những lỗi lầm của nhau. Mạnh dạn góp ý một cách chân thành để một nửa kia biết nhận lỗi và hoàn thiện bản thân mình. Thân mình.